Cả nhà nhìn dạ quang xanh dương này đẹp không ạ? À? Đây, số học trò sáng trưng luôn. Em giới thiệu cả nhà một mẫu Citizen kính sapphire nha, chạy năng lượng ánh sáng nha. Nhưng mà con này bị lỗi ti, cái lỗi cái núm á. Nhưng mà em chỉnh giờ bằng điện thoại được rồi nha. Anh em nào mua em để giá lời ít thôi, anh em về tự sửa nha. Titanium mà đúc nha, titanium đúc nha. Đây, size 40. Dòng radio control nha, phải chỉnh giờ rất là khó, hoặc là chỉnh bằng điện thoại nha. Đây, kính sapphire có phủ AR chống lóa đó. Nếu mình có ánh sáng vô nó sẽ ánh xanh rất là đẹp luôn nha, đó, ánh xanh nha. Size 40 chưa núm. Dạ quang thì sáng trưng, chỉ vì lỗi ti thôi nên em bán ráng lấy vốn lại. Em chỉnh giờ bằng phần mềm được luôn nha, mình đè cái nút 4 giờ á, kim dây nó sẽ chỉ cái chữ RX, rồi mình đặt điện thoại lên, đặt đồng hồ lên điện thoại là mình chỉnh thôi.